sẽ chịu trách nhiệm. Các đồng chí, thi hành. Ý được cái mẹ chuyện. Cứ đập đập thế rồi bán được cho anh. Mày chỉ hành dân thôi. Đấy bà con xem này. Đổ ra tí tự đi. Chúng mày đổ ra tí, chúng mày tự đi mà bốc. Tao không bốc đâu. Có cái gì đâu. Đấy, không được đâu. Hàng này. Để ra đấy. Để anh để ra chúng tôi làm nhiệm vụ. Hàng này là tôi phải đem ra thị trấn đóng nguyên đai nguyên kiện đấy. Rồi bây giờ mở ra không có cái gì thì làm sao? Đấy, chúng mày xem này. Xem đi, có cái gì không? Nhìn em có gì không? Sao? Bốc hết vào cho bọn tao đi. Trả tiền đi còn gì nữa. Bây giờ thấy gì thì phải bốc vào cho người ta chứ. Các đồng chí, thu lại nguyên trạng hiện trường.